Trong cái bài ngày hôm trước, ta đã tìm hiểu cách để tìm niềm hội tụ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái phần, đó là chúng ta sẽ biết được cái niềm hội tụ rồi. Biết niềm hội tụ rồi. Biết niềm hội tụ và chúng ta sẽ tính tính tổng, đúng không? Vậy thì ta làm như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt vào từng nội dung nhé. Nếu bây giờ chúng ta sẽ có một cái lý thuyết như thế này. Nếu mà hàm số U1, U2 chấm 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 đến UN liên tục trên một cái điểm Y nào đó thì tổng SX nếu có của cái chuỗi mà chạy từ tổng chạy từ 1 cho đến vô cùng UN ấy, nó cũng liên tục trên điểm Y. Hay nói cách khác thì X phẩy SX phẩy bằng tổng chạy từ 1 cho đến vô cùng của UN phẩy sẽ bằng tổng chạy từ 1 cho đến vô cùng của UNX X phẩy. Và ta sẽ tính được cái niềm hội tụ. Ta tính được cái niềm hội tụ với tổng chạy từ A đến B SX D để tổng nó sẽ bằng tích phân với chạy từ A đến B mà cái bên trong ấy là tổng của nó là chạy từ 1 cho đến vô cùng UN D đấy. Thì chúng ta sẽ học lần lượt, chúng ta sẽ đưa tổng nó ra ngoài và bên trong còn lại là tích phân chạy từ A đến B UN X D. Với AB là cái miền hội tụ. AB là miền hội tụ. Bây giờ chúng ta xem lại lý thuyết một lần nữa nhé. Rồi, chúng ta hãy cùng vào bài tập nào. Bài tập, ta có một cái bài tập sau đây. Ví dụ, tính tổng sigma n từ 1 cho đến vô cùng xn phần n có miền hội tụ là từ trừ 1 cho đến 1. Thì ta sẽ làm như sau. Ta có là tổng sigma chạy từ 1 cho đến vô cùng xn trên n thì nó sẽ bằng là sigma của n chạy từ 1. Bên trong ta sẽ lập một cái tích phân giống y hệt như thế này. Đây. Đấy. Và ta sẽ cho và ta sẽ tính toán tiếp bằng tích phân. Tại đây thì ta sẽ có một cái lưu ý như sau. Lưu ý nếu mà có một cái tổng của nó sigma, đúng không, tổng ví dụ là tổng hay là n bằng không, nó bằng một đúng không, một đi chạy cho tới vô cùng, ở bên trong là uy n đúng không, nó có một cái tổng nữa, nó dạng như thế. Thì nếu mà nó hội tụ ấy thì ta sẽ tính được cái S của nó như sau. S tức là tính tổng của nó sẽ bằng là Q trên cho 1 trừ Q và nó sẽ bằng với cái số hạng đầu tiên mà số hạng đầu tiên chính là U1. Số hạng đầu tiên chia cho 1 trừ Q. Với Q nó chính là cái công bộ. Muốn tính công bộ ấy thì ta sẽ Q sẽ bằng là Q
Huy sẽ bằng là ta lấy U2 chia cho U1 là nó ra. Đấy, U2 chia cho U1 là nó sẽ ra cái công bội của nó. Nghĩa là ta lấy cái phần tử thứ hai chia cho phần tử thứ nhất. Do vậy trong cái trường hợp này, trong trường hợp này thì nó sẽ bằng sigma chạy từ 0 cho đến x, bên trong sẽ được là 1, phần tử thứ nhất là 1, phần tử tiếp theo là 1 trừ cho công bội của nó. Công bội của nó chính là đấy, đúng không? Đấy. Và nó sẽ chính bằng với trừ logan db của cái gì nào? Của 1 trừ cho x. Đấy. Và nó cũng chính bằng fx luôn. Không chính bằng tổng cái này không? Đó. Như thế chúng ta đã giải quyết được xong cái ví dụ này. Giải quyết được xong cái ví dụ này. Và ở bài tập thứ hai ta sẽ có một cái bài tập như sau. Ta tính sigma của n chạy từ 1 đến vô cùng x 4n trừ 3 chia cho 4n trừ 3 có nghĩa hỗn tụ từ trừ 1 cho đến 1. Ta sẽ tính nó như sau. Ta sẽ bằng tổng của sigma của n chạy từ 1 đến vô cùng. Ta sẽ lập ra một cái tích phân chạy từ 0 cho đến x. Mà ta đã lấy cái này, tích phân đạo hàng nó ra, nó chính bằng cái này luôn. Đấy. Ok chưa? Thì nó sẽ bằng với, ta đưa cái tích phân, dấu tích phân ra, thì bên trong nó sẽ còn là tổng của n chạy từ 1 đến vô cùng x của 4n trừ 4 để x. Bên trong này nó sẽ còn là số hạng thứ nhất chính là 1. Số 2 là 1 trừ cho v trừ cho công bội. Công bội của nó chính là x mũ mấy nhỉ? Mũ 4. Chính xác rồi. Công bội là x mũ 4. Được chưa? Nó sẽ bằng 1/2 nhân cho tích phân của 1 cộng cho x bình phương. 1 cộng cho x bình phương. Bình phương. Cộng cho gì nào? Đấy, nó sẽ bằng là 1. Chúng ta tách ra này. Tách cái thức này ra. 1 trừ cho x bình phương chính là nó bằng hàng đẳng thức ấy, các bạn biết không? 1 trừ x bình phương x mũ 4 chính là bằng 1 cộng x bình phương nhân cho 1 trừ x bình phương để x. Tại đây chúng ta sẽ tính ra fx. Chúng ta tính toán tiếp. Và cái phần tính toán tiếp này các bạn sẽ, tôi sẽ xem nó như một cái bài tập về nhà để cho các bạn tập làm. Và chúng ta sẽ xem lại những cái nội dung mà chúng ta học ngày hôm nay trong cả các ví dụ, đúng không? Đấy. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài tập, cái bài giảng tiếp theo.